Xin chào quý vị và các bạn. Anthony đang quay video trên cái Superview. Superview thì cái màn hình nó rộng hơn, nhưng mà nó sẽ là nó có một cái hình bầu một chút xíu. Đây là giữa sân khiếu đà, gần tới sân khiếu đà nha. Đây giữa cột Melbourne và sân khiếu đà. Và tránh là cái đoạn video này sẽ quay về phía sân khiếu đà nhiều hơn, tại vì đã qua cột Melbourne rất là nhiều rồi. Chỉ còn một chút nữa là tới sân khiếu đà và những cái cảnh đồng của sân khiếu đà nhiều hơn. Quý vị thấy ở cái biển của cột Melbourne và sân khiếu đà rất là nhiều những cây dừa, cây palm tree. Đây, những cái tòa nhà rất là đẹp. Giờ này thì nó hơi lỡ cỡ, tối thì không tối mà sáng thì cũng không sáng, trời thì nó hơi một cái màu, nó hơi tối chút xíu nè. Đó, cái cảnh lúc này thấy đẹp ạ. Trời lặng ra cho nên trời hơi ui ui, đèn thì phố cũng chưa có lên đèn nữa. Phía bên này là biển chiều vào thôi. Đây là biển gần đây đúng qua tận bên đúng hồ Mê Bình và sân khấu đèn. Xa đây là cái bến tàu mà là có cái cầu chích đi, có rất nhiều cái tàu bè đậu ở bên dưới đó. Dọc theo cái biển này họ trồng những cái palm tree, những cái dừa này, nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Quý vị có thể tới cái biển này thư giãn của những ngày mùa xuân và mùa hè, rất là mát luôn, rất là thư giãn luôn. Đây là chánh điện của sân khấu đèn, những hàng dừa và bánh táo phía bên đây, có cái cây dừa là cao, cái cây là cao đó, giống như cây cao vậy đó. Chiều quý vị có thể, nếu mà không thích xuống xe thì chạy dọc theo cái con đường này rất là thư giãn luôn. Rồi thôi, Anthony chia sẻ đến quý vị và các bạn nơi đây nha. Bye quý vị và các bạn. Bye.